Cẩm Ly phản ứng bất ngờ giữa lúc thiện nhân tối bị gia đình ngược đãi, công khai yêu đồng giới. Giữa lúc thiện nhân gây sóng gió vì chuyện đời tư, dư luận cũng tò mò không biết Cẩm Ly, người thầy dịu dắt giọng ca gốc Bình Định phản ứng như thế nào. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, sau thời gian vắng bóng làng giải trí, ca sĩ 20 tuổi gây chú ý khi công khai với khán giả chuyện tình yêu bất đồng trong gia đình. Cô cho biết đang sống hạnh phúc bên Ngân Trác, người cô quen khi từ quê nhà Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh thi giọng hát Việt Nhí 2014. Hồi đầu năm cả hai về quê thiện nhân xin phép được sống chung kết hôn nhưng không được gia đình chấp nhận. Sau khi quán quân giọng hát Việt Nhí 2014 có buổi livestream trên trang cá nhân, phía gia đình thiện nhân cũng đã tổ chức gặp gỡ truyền thông vào chiều 17 tháng 7 để làm rõ những tranh cãi vừa qua. Buổi gặp mặt có mẹ ruột của thiện nhân là bà Hồ Thị Tân, 52 tuổi, cùng anh trai Nguyễn Thanh Cầm, 31 tuổi và chị gái Nguyễn Thị Bích Lê, 27 tuổi. Gia đình mong muốn những chia sẻ này giúp dư luận có cái nhìn rộng mở hơn, không phải nhằm mục đích công kích thiện nhân. Bà xúc động cho biết là mẹ tôi chỉ mong con quay về, không ai trong gia đình trách con gì cả. Những lời con nói gia đình nghe chỉ thấy thương chứ không trách hay giận hờn gì. Mong cộng đồng mạng đừng nặng lời con gái tôi. Bé Nhân còn nhỏ và khờ dại lắm, cũng mong mọi người đừng mắng anh chị của Nhân. Những chia sẻ của thiện nhân khiến dư luận dậy sóng tranh cãi. Người bên vực nữ ca sĩ, người lại cho rằng cô đang bồng bột quay lưng với gia đình của mình. Giữa tình hình đó, công chúng cũng tò mò không biết Cẩm Ly phản ứng như thế nào. Cô là người thầy dìu dắt thiện nhân. Giọng ca Em Sẽ Là Người Ra Đi và ông xã từng gợi ý gia đình học trò đưa cô bé vào thành phố Hồ Chí Minh để học và phát triển sự nghiệp ca nhạc. Trong lúc học trò cưng thiện nhân gây sóng gió, Cẩm Ly không hề lên tiếng hay bày tỏ quan điểm về sự việc. Thay vào đó, fanpage của nữ ca sĩ lại có bài đăng mới sau một tuần im ắng. Chỉ có điều bài đăng chỉ là chia sẻ lại phần trình diễn của Cẩm Ly. Trong khi đó, chia sẻ với Vietnamnet, nhạc sĩ Minh Vi, chồng Cẩm Ly cho biết gia đình anh biết đến ồn ào mà thiện nhân đang vướng phải. Tuy nhiên, họ từ chối bình luận thêm vì đó là chuyện cá nhân của gia đình học trò. Nam nhạc sĩ bộc bạch, chúng tôi dù là thầy đỡ đầu cho bé nhưng không tiện chia sẻ. Nếu như Phương Mỹ Chi có bố nuôi là Quang Lê, Hồ Văn Cường được Phi Nhung nhận làm con nuôi, thì thiện nhân quán quân giọng hát Việt Nhí 2014 may mắn được cặp vợ chồng Cẩm Ly Minh Vi dìu dắt tận tình. Những ngày qua, khi lùm xùm giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường gây bão mạng xã hội, netizen cũng tìm hiểu thêm về mối quan hệ hiện tại giữa Phương Mỹ Chi, bố nuôi Quang Lê hay mới nhất là thiện nhân và cô giáo Cẩm Ly. Lúc đăng quang, ca sĩ Nhí đến từ Bình Định chỉ mới là một cô bé 12 tuổi ngây thơ non nớt với vẻ ngoài đáng yêu mẫm mỉm nhưng giọng hát thì vô cùng nội lực và tình cảm. Sau khi thành công vang dội với The Voice Kids, cô bạn từ quê Bình Định chuyển hẳn vào thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống và học tập với sự dìu dắt của ca sĩ Cẩm Ly. Không nhận thiện nhân làm con nuôi nhưng Cẩm Ly vẫn xem thiện nhân như người thân trong gia đình. Cẩm Ly nhiều lần khẳng định không cổ suý cho thiện nhân đi hát chuyên nghiệp từ sớm mà định hướng cho cô nàng phải ưu tiên việc học. Tuy nhiên cách đây không lâu, thiện nhân đã từng thổ lộ nguyện vọng ngưng ca hát một thời gian với nhạc sĩ Minh Vi. Nữ ca sĩ cho biết sẽ trở lại với âm nhạc khi đã thực sự sẵn sàng chín chắn. Chia sẻ thêm với truyền thông, thiện nhân cho biết kinh doanh là một thử thách mới mà cô muốn chinh phục ở thời điểm hiện tại. Dù tập trung cho công việc nhưng nữ ca sĩ không sợ mọi người quên mình ở lĩnh vực ca hát vì bản thân cô đã để lại những dấu ấn nhất định với khán giả. Thêm vào đó, thiện nhân cũng đang không ngừng cố gắng phát triển bản thân. Để trở thành một cô gái trưởng thành mạnh mẽ và làm được những điều bản thân cảm thấy hạnh phúc là cả một quá trình dài với áp lực từ những lời nói của người khác, thiện nhân nói.